em về đỏ kẹo Nam Phi rồi nha anh chị ơi. Vừa xuống xe luôn, vừa chưa có coi cái gì luôn. Bây giờ em đỏ kẹo thì em ăn thử thôi, thử ăn thử cho nó làm sao. Em nhìn là cuốn là xuất sắc rồi đó, cuốn tôi rối luôn. Rồi giờ em ăn thử nó làm sao. Wow, có cái cuốn cái trái này. Ngọt thơm, mùi trứng cá đúng ngọt không bị mềm nha anh chị. Ăn một trái nữa cho nó biết chính xác luôn, em sẽ cắn thêm một trái nữa. Quá ngon anh chị ơi, xuất sắc luôn. Rồi ok, hàng có sẵn nha anh chị.